Ngày nay chúng ta nhìn thấy đoạn văn này. Chúng đức bổn chính là niệm Phật danh hiệu. Điều này không thể nghĩ bàn Được mấy người nhận biết Mỗi một người học Phật Đầu óc đều nghĩ đến, tôi phải làm thế nào để ngay trong đời này tích lũy công đức? Đoạn ác tu thiện tích lũy công đức. Đều có ý niệm này, đều có nguyện vọng này, không biết phải tu thế nào. Ở đây nói với quý vị, chân thật niệm Phật chính là đoạn ác tu thiện, chính là tích lũy công đức. trong các cội đức Phật pháp Năm xưa đại sư Chương Gia nói với tôi Bí khó hành dễ Phật pháp quý vị nhận biết nó, hiểu được nó khó cho nên Phật nói phá bốn mươi chín năm hành thật làm Phàm phu thành Phật là trong một niệm một niệm hồi đầu một niệm giác Phàm phu liền thành Phật hành thật sự không khó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dưới cội Bồ đề thể hiện cho chúng ta thấy. Giác rồi chính là Phật, không giác chính là phàm phu. Đời đường, Lục Tổ Huệ Năng đại sư đã làm biểu diễn cho chúng ta Lúc chưa khai ngộ là phàm phu, Vừa khai ngộ liền thành Phật. Chỉ trong một niệm, Một đời ngài, Chỉ nghe một lần giảng đó. Ngỗ tổ hoàng nhẫn, Nửa đêm canh ba, Triệu kiến ngài, Giảng cho ngài đại ý kinh kim càng. Ngài không biết chữ, Vậy là không cần đến kinh bổn. Ngũ tổ nói ngài nghe. Chưa đến một phần tư. Giảng đến câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ngay liền khai ngộ. Nói ra tâm đắc của Ngài, Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Đâu ngờ là không ngờ đến. Không ngờ rằng tự tánh vốn tự thanh tịnh. Vốn không sanh diệt. Vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Ngũ Tổ vừa nghe, được rồi. Thật sự khai ngộ rồi, không phải là giả. Đoạn sau không nói nữa. Y bác liền trao cho Ngài. Truyền y bác cho Ngài rồi, bảo Ngài nhanh chóng ra đi, nửa đêm đưa Ngài đi. Vì sao vậy? Sợ có người tật đố chướng ngại, hại ngài. Ngài còn rất trẻ, mới 24 tuổi. Ngài tránh nạn trốn vào trong đội thợ săn 15 năm. Sau 15 năm, mọi người đối với sự việc này dần quên rồi. Ngài lại xuất hiện Ngài Huệ Năng lúc xuất hiện lại là 39 tuổi. Ngài ở trong đội thợ săn ẩn cư 15 năm. Làm người giúp việc trong đội thợ săn. Nấu cơm cho nhóm thợ săn. Làm những công việc bếp nút thở sang ăn thịt. Ngài lấy rau xanh bỏ vào bên nồi thịt để nấu, ăn rau bên cạnh thịt. Không có tôm nhẫn nại thì không được. Tổ sư Đại Đức làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem đều là giáo huấn cho chúng ta. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa đố kỵ Ngài, hãm hại Ngài. Sự khai ngộ của Huệ Năng Đại Sư cũng vì có người tật đố với Ngài, muốn hãm hại Ngài. Quý vị không có tâm nhẫn nại, quý vị không thành tựu được. Sự chướng ngại này Phật Bồ Tát đã thị hiện cho chúng ta rồi. Trong xã hội ngày nay chắc chắn không thể tránh khỏi. Tôi ở Đài trung học giảng kinh. Thầy giáo nói với tôi, thầy Lý nói với tôi tương lai ông ra ngoài giảng kinh giảng không hay người ta mỉa mai ông cười nhạo ông vẫn chưa là gì vẫn chưa đáng là gì cả nếu như giảng hay giảng hay hơn bất cứ ai phiền phức của ông đã đến rồi tôi nói phiền phức gì ông sẽ đi đến đường cùng sau này quả nhiên một đời Lưu là khắp nơi không có nơi cố định bản thân có được một chút an ủi đó chính là Phật Thích Ca Mâu Ni làm gương Phật Thích Ca Mâu Ni một đời thuyết pháp bốn mươi chín năm không có nơi ở cố định lưu là khắp nơi tôi một đời này sống cuộc sống giống như Phật Thích Ca Mâu Ni vậy sự lang thang của tôi cũng coi như còn tốt mỗi nơi mời đến đều rất lịch sự giảng xong lại lên đường ở bên ngoài giảng kinh thời gian cư trú dài nhất là ở singapore ở ba năm rưỡi chỗ thứ hai dài nhất là hồng kông năm 1977 ở bốn tháng ở những nơi khác đều không quá ba tháng thời gian ngắn là một tuần nửa tháng đến một tháng là lâu nhất một đời lang thang không nơi cố định, có lợi ích rất lớn, là giúp tôi buông bỏ. Không buông bỏ cũng không được. Nhất định phải buông bỏ. Tôi trước này chưa từng có ý niệm xây đảo tràng. Ở đây mọi người đều biết rồi. Đảo tràng này là sau khi quản trưởng Hàng Giảng Sanh những quân đệ hậu bối quý vị rất đáng thương không có nơi dừng chân đến nơi này duyên thành thuộc rồi mua lại nơi này cúng dường quý vị ở lại đây tu tâm dưỡng đạo giúp đỡ quý vị thành tựu trong đạo tràng không có gánh nặng không có nợ nần đạo tràng không có kinh sám phật sự cung cấp cho quý vị điều kiện tu học đầy đủ. Nếu như quý vị thật làm, mười năm đại thành, không phải là tiểu thành, đại thành tựu. Quý vị không thật làm, trong mười năm này dường như một nửa thời gian tôi làm công tác tôn giáo hòa bình đoàn kết điều này quý vị đều biết rồi tham gia hơn mười lần hội nghị hòa bình quốc tế nhưng quý vị ở nơi này an cư lạc nghiệp quý vị chưa nắm bắt được nơi này người thật sự nắm bắt được đều thành tựu rồi